Xin chào những người nghe mang dòng màu quỷ đỏ, chúc anh em một tuần mới vui vẻ. Và đêm hôm qua, chúng ta đã có một trận đấu thật sự tuyệt vời trước Liverpool. Và đương nhiên, trong bản tin hôm nay chúng ta sẽ gáy về trận đấu này. MU hóa ông kẹ của Liverpool. Thống kê từ Opta đang cho thấy sự áp đảo của quỷ đỏ trước đại kình địch tại đấu trường FA Cup. Man United đã tạo nên một trận đấu điên rồ tại sân Old Trafford trong lần chạm trán đại kình địch Liverpool. Hai đội đã rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trong 120 phút. Và dù Liverpool hai lần vượt lên dẫn trước, song cuối cùng, đội chủ nhà với bản lĩnh cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ cổ động viên đã có thể lật ngược thế cờ nhờ bàn thắng của tài năng trẻ Amad Diallo. Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag điền tên mình vào bán kết FA Cup mà còn tạo ra cột mốc mới trong lịch sử giải đấu. Cụ thể theo Opta, Man United đã có lần thứ 11 loại Liverpool khỏi FA Cup. Hiện chỉ có The Cop sở hữu nhiều lần loại đối thủ hơn ở đấu trường này. Đó là thắng Everton với 12 trận. Ở mùa giải năm nay, Man United đang cho thấy nhiều vấn đề về mặt đội hình cũng như cách vận hành lối chơi. Tuy nhiên, chiến thắng vừa rồi có thể sẽ tạo đà giúp quỷ đỏ cứu vãn tình hình. Dù vẫn còn nhiều thử thách trong hành trình đến ngôi vương ở FA Cup, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, MU đang có được chất xúc tác lớn về mặt tinh thần. Diallo tiết lộ lý do cởi áo ăn mừng. Amad Diallo quên rằng mình đã nhận thẻ vàng nên vẫn cởi áo ăn mừng sau khi xé lưới Liverpool trong trận thắng 4-3 của Man United. Sau trận đấu, Diallo nói về việc bị đuổi khỏi sân sau khi cởi áo ăn mừng. Tôi quên mất rằng mình phải nhận thẻ vàng trước đó rồi. Tôi đang tận hưởng mọi khoảnh khắc tại Man United, từng buổi tập, từng phút được ra sân. Nếu muốn thắng trong mọi trận đấu, bạn cần phải thi đấu như thể đó là chung kết của Champions League. Và tôi nghĩ hôm nay Man United chứng tỏ được điều đó. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng ngày hôm nay. Vào đầu năm nay, Diallo nhận hàng loạt lời đề nghị từ các câu lạc bộ Serie A hay là Championship. Tuy nhiên, nhờ có sự động viên của huấn luyện viên Erik ten Hag, anh quyết định ở lại sân Old Trafford và chờ đợi cơ hội ra sân. Sự kiên trì của Amad được đền đáp bằng bàn thắng quan trọng giúp quỷ đỏ vượt qua đại kình địch Liverpool. Và anh tiếp tục nhấn mạnh, đó chắc chắn là một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp của tôi. Tôi đã mơ về khoảnh khắc này từ rất lâu. Với pha lập công ấn định thắng lợi cho MU, Diallo cũng nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Trước đó, cũng chính anh cắt bóng thành công, từ đó mở ra hai đợt phản công giúp quỷ đỏ thua về bàn thắng thứ 3 và thứ 4 ở hiệp phụ thứ 2. Bên cạnh đó, Diallo thừa nhận anh theo đạo Hồi và đang trong tháng nhịn ăn. Mọi chuyện không hề đơn giản khi nhịn ăn. Tuy nhiên, tâm lý chiến đấu vì đồng đội đã giúp tôi ghi bàn. Cảm ơn vì tất cả. Trong khi đó, huấn luyện viên ten Hag bày tỏ sự hài lòng khi MU kết thúc một tuần với nhiều niềm vui. Đội chủ sân Old Trafford đánh bại Liverpool và hai đối thủ xếp trên quỷ đỏ tại Premier League là Tottenham và Aston Villa đều mất điểm. 35 phút của hiệp 1 trước Liverpool là màn trình diễn tốt nhất của MU từ đầu mùa giải. Câu lạc bộ này có tương lai rất tươi sáng khi những cầu thủ trẻ đang tiến bộ nhanh chóng. Về phía Jurgen Klopp, thuyền trưởng của Liverpool thừa nhận MU xứng đáng giành chiến thắng. Chúc mừng Man United. Các học trò của tôi đã làm mọi thứ có thể. Tôi không thể quy trách nhiệm cho cá nhân nào cả. MU gặp đối thủ dễ chơi ở bán kết FA Cup. Sau trận đấu tại sân Old Trafford, ban tổ chức tiến hành bốc thăm chia cặp bán kết FA Cup và Man United sẽ gặp Coventry City, trong khi Man City đối đầu với Chelsea. Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag đã gặp may khi chỉ phải gặp đối thủ đang đứng thứ 9 tại Championship. Hai trận bán kết FA Cup diễn ra lần lượt vào ngày 20 và 21 tháng 4. Nếu quỷ đỏ vượt qua Coventry, đồng thời Man City hạ Chelsea, cổ động viên sẽ được chứng kiến lại màn tái đấu giữa hai đội bóng thành Manchester ở chung kết FA Cup trong hai mùa giải liên tiếp. Vào cuối mùa giải 2022-2023, Man City đã hạ MU tại Wembley trong hành trình giành cú ăn ba lịch sử. FA Cup là đấu trường duy nhất MU còn cơ hội giành danh hiệu ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, quỷ đỏ sẽ phải vượt qua những thử thách đầy khó khăn ở bán kết. Coventry vừa có màn thể hiện ấn tượng khi loại một đại diện Premier League khác là Wolves ngay tại sân Molineux. Rashford bộc lộ sự tiếc nuối. Tiền đạo Marcus Rashford của MU thừa nhận điều hối tiếc duy nhất của anh là đã không ghi bàn sớm hơn khi đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đánh bại Liverpool 4-3 trong trận đấu gay cấn. Ngay sau khi hết giờ, Rashford đã suy ngẫm về chiến thắng quan trọng của đội mình. Đúng vậy, 100% tôi phải ghi bàn. Tôi ước nó đã đến nửa giờ trước, nhưng cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành công việc. Nên bây giờ chúng tôi đang vào vòng tiếp theo và chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực và cố gắng để đạt được điều gì đó trong mùa giải này.
Hôm nay là những gì nó luôn đại diện cho tôi, không có gì thay đổi. Đó là một đêm trọng đại trong lịch sử của Man United, trong trận đấu lớn với Liverpool, và chúng tôi rất vui vì nó đã giúp cho chúng tôi lọt vào bán kết. Nhưng ngay cả khi đây là một trận đấu bình thường với Liverpool thì chúng tôi cũng cần phải giành chiến thắng. Bước ngoặt với Anthony tại MU, huấn luyện viên Erik ten Hag tin rằng Anthony đang tìm lại sự tự tin của mình với tư cách là một cầu thủ Man United, và giống như cách tiền đạo này đã tỏa sáng ở Ajax. Cầu thủ người Brazil vào sân từ băng ghế dự bị, thay thế Rasmus Højlund ở phút 71 và ghi bàn gỡ hòa muộn để đưa trận đấu ở FA Cup với Liverpool vào hiệp phụ. Đây là một mùa giải đầy biến động với cầu thủ 24 tuổi này, nhưng huấn luyện viên ten Hag cảm thấy rằng bàn thắng đó sẽ là một khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của Anthony ở Manchester. Điều đó rất quan trọng với cậu ấy. Cậu ấy đã phải vật lộn rất nhiều. Phần đầu tiên, cậu ấy không phải là chính mình. Cậu ấy phải chịu trách nhiệm về điều đó. Và rồi, Anthony đã mất sự tự tin. Và bây giờ, Anthony phải chiến đấu trở lại. Với những gì chúng tôi thấy trong 2 tuần qua, thì hoàn toàn có thể cảm nhận được Anthony sẽ quay trở lại. Trong quá trình tập luyện, tôi thấy Anthony mà tôi đã từng làm việc cùng ở Ajax, và tôi cũng đã từng làm việc trong những tuần đầu tiên ở đây. Cậu ấy phải chống trả, và tôi chắc chắn cậu ấy sẽ làm được, bởi vì bạn đã thấy bàn thắng đó. Và không chỉ trong việc ghi bàn, khi chuyển sang vị trí hậu vệ cánh trái, cậu ấy phòng ngự cũng rất tốt. Trong một số hệ thống nhất định, cậu ấy có thể chơi ở hướng đó. Cậu ấy không phải là một cầu thủ phòng ngự, đừng hiểu lầm tôi, bởi vì chúng ta đã thấy cậu ấy vẫn có thể ghi bàn. Ten Hag thừa nhận Diallo xứng đáng được đá nhiều hơn. Huấn luyện viên Ten Hag thừa nhận rằng Amad Diallo xứng đáng có nhiều thời gian thi đấu hơn sau khi ghi bàn thắng ở phút 121, giúp Quỷ Đỏ giành chiến thắng tại FA Cup trước Liverpool. Diallo đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2023-2024 do chấn thương đầu gối, nhưng đã trở lại trong trận thua Nottingham Forest vào cuối tháng 12. Kể từ đó đến nay, tuyển thủ bờ biển Nga thường xuyên phải ngồi dự bị. Nhưng Diallo đã hóa người hùng của Man United, và Ten Hag đã ca ngợi cầu thủ 21 tuổi này trong cuộc họp báo sau trận đấu. Tôi rất mừng cho cậu ấy. Cậu ấy là một trong những cầu thủ gặp phải thất bại nặng nề trong mùa giải này, một cả chấn thương nặng, trở lại sau chấn thương, nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh quá nhiều cho vị trí của cậu ấy. Amad Diallo không phải lúc nào cũng có được thời gian thi đấu xứng đáng với màn trình diễn trong khâu tập luyện của mình, nhưng anh ấy đã vào sân và thể hiện sự đóng góp của mình khi một bàn thắng rất quan trọng. Nhưng chúng tôi biết Amad có thể làm được điều đó. Chúng tôi biết cậu ấy có những thời điểm quan trọng để có thể quyết định trận đấu. Tôi rất vui vì Diallo đã giành được chiến thắng. Chúng tôi có một cầu thủ dự bị khác là Anthony, người ghi bàn gỡ hòa. Cậu ấy cũng đang ở trong một tình huống khó khăn, nhưng bạn thấy cậu ấy cũng đang chiến đấu. Cậu ấy cũng muốn đóng góp, và tôi rất hài lòng với băng ghế dự bị ngày hôm nay. Ten Hag cũng khen ngợi hậu vệ Aaron Wan-Bissaka của Man United khi nói thêm: "Chúng tôi đã gặp khá nhiều ca chấn thương quan trọng trong mùa giải năm nay, nhưng lần nào chúng tôi cũng cần phải thích nghi. Hôm qua, trong những phút cuối của buổi tập, nhưng Johnny Evans cuối cùng cũng phải bỏ giờ. Sau đó, chúng tôi phải điều chỉnh để đưa ra một cầu thủ đã không thi đấu hoặc tập luyện trong 4 hoặc 5 tuần. Cậu ấy chỉ có 1 hoặc 2 buổi tập với chúng tôi, nhưng đã vào sân, và Aaron Wan-Bissaka đã chơi rất hay." Cảnh sát thực hiện bắt giữ sau trận đấu. Trong hiệp phụ thứ 2, khi đội chủ nhà giành chiến thắng 4-3, một số lượng đáng kể người hâm mộ ở Sheffield End đã hô vang "kẻ sát nhân", và sau đó lại hô "luôn là nạn nhân" với tiếng hát mà khán giả truyền hình trực tiếp còn có thể nghe được. Người phát ngôn của GMP cho biết GMP có thể xác nhận rằng một vụ bắt giữ đã được thực hiện liên quan đến việc tụng kinh bi kịch trong trận đấu giữa Man United và Liverpool. Những sự cố tụng kinh bi kịch sẽ không được dung thứ và sẽ bị xử lý một cách mạnh mẽ. Tất cả chúng ta đều quen với việc người hâm mộ chế nhạo đối thủ của họ trong các trận đấu bóng đá, nhưng điều này thường được thực hiện một cách hài hước và không mang tính xúc phạm. Sự cố ngày hôm nay thì đã vượt quá giới hạn có thể chấp nhận được, và chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với cả hai câu lạc bộ để xác định bất kỳ ai chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội trong sự kiện này. Hiệp hội bóng đá Anh cũng đã lên án việc tụng kinh và thề sẽ liên lạc với cảnh sát về vấn đề này. YouTube cũng được hiểu là hoàn toàn ủng hộ các tuyên bố do FA và GMP đưa ra. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.